Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục với cái khóa của mình tiếp theo. Cái loại khóa của mình này chắc chắn là sẽ gây cho các bạn rất nhiều rắc rối. Chúng ta có thể nhìn thấy cái khóa của mình như này. Đây, đây chính là cái mà nếu các bạn có đặt mua thì chúng ta nhận được một món quà như thế này. Rồi. Với chiếc khóa khổng minh như này các bạn sẽ nhìn thấy rằng rất khó có thể để mở nó ra. Chúng ta không biết làm thế nào để có thể mở được nó đúng không? Quá khó. Với những bạn mà mong muốn trước khi mà mình đưa ra cái lời giải của cái khóa khổng minh này, có lẽ là nếu như bạn nào giải được cái video này, giải giải được cái quân khóa khổng minh này, tự tháo ra và tự lắp vào được, thì có lẽ mình sẽ tặng cho các bạn một bộ như thế này. Để tháo nó ra thì các bạn có thể nhìn thấy sau khi mình tháo ra sẽ như thế nào nhé. Rồi, như các bạn nhìn thấy thì sau khi tháo hết ra thì nó sẽ có hình dạng như thế này. Và như thế để mà lắp lại được cái này sẽ khá khó, đúng không ạ? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cho các bạn trong cái video giải đáp của nó. Cái này gồm có trước khi dừng lại, cái này gồm có 1 2 4 6 8 gồm có 9 9 thanh gỗ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại nhé.